Vâng, kính chưa toàn thể bà con. Đây là toàn cảnh hiện trường vụ án hôm vừa rồi xảy ra. Một chị thiếu nữ 35 tuổi đấy bị lừa tình và đạp giết người đạp xuống sông. Vâng, đây là quang cảnh bà con ra xem dựng lại hiện trường vụ án rất là đông. Đấy, các em học sinh cũng chẳng cần học hành gì cả. Đấy, bà con là bỏ hết công việc ra đây để xem. Đấy, đây đại diện cho bên thôn Sàng này có ông Hội đây. Đấy, ở đây, thôn Thọ Trương này có anh Hòa chuyên cung cấp dịch vụ ga. Đây là phía đại diện ở bên xã Đức Lý. Vâng, cũng xin thưa với toàn thể bà con rằng là cái vụ án này nó lại đặc thù của nó lại xảy ra là tại cạnh cái tuyến đường chính. Đấy, cái tuyến đường chính ở trên kia cách đây khoảng 50 mét. Thế nên vừa rồi có một cái bài đăng ở trên này nó báo là có vụ án hiếp dâm rồi giết người lém xuống sông ở trên tuyến đường chính Thái Hà, Hà Lam. Vâng, thế đây là cái tuyến đường nhánh chạy vào. Đấy, đây là cái con đường mà nạn nhân đưa ra, nhà nạn nhân, nhà thủ phạm ở bên trong kia. Đấy, đưa nạn nhân ra đây. Đây, tôi sẽ đưa qua cái hiện trường cho bà con xem. Đấy, nơi này là nơi xác thi thể chị bị vớt xuống. Và bên kia là chỗ kia kìa, là vớt. Còn đây là lúc gì là xác bên này kéo sang bên chỗ hiện trường mổ tử thi là ở bên chỗ mấy người đang đứng kia. Đấy, bà con đang đến rất là đông. Vâng, đây là anh Tuân ở bên đội trưởng đội hình sự của huyện. Anh cho tôi biết vài lét về chi tiết về cái chỗ hiện trường này có cái gì ạ? Tắt máy đi. Tắt máy đi anh. Ồ, anh cho xin đi thông tin đi anh. Thiên cơ bất khả lộ. Thiên cơ bất khả lộ ở đâu rồi? Anh Hải, vâng đây, một điều tra viên của thôn. Tôi xin phỏng vấn anh nhanh tí, anh vừa vào chỗ hiện trường ở trong đấy là có cái những cái hiện vật hay cái gì nó có xáo trộn không ạ? Trước khi trả lời phỏng vấn của chú là anh đi đái cái đã. Vâng, mời anh đi đái đi. Đây, tôi đưa cho mọi người vào xem tại hiện trường đây. Nếu mà nơi phát hiện ra viên gạch và đập chị ấy là ở khu vực này, theo như nguồn tin của bà con là khu vực này đúng không bác? Đập ở chỗ này và đấy tìm được, phát hiện ở đây. Đây là khu vực đây, nó có một cái nhà hoang ở đây. Đấy, xung quanh rất là hoang vu, ngoài đường chính đây ô tô chạy đây. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Cách đây chỉ là 50 mét nhưng nhà thủ phạm mà tít trong này, có một cái đường nhánh, mấy đường nhánh dẫn vào đây. Đây, vâng, đây là cái căn nhà hoang, bỏ hoang đấy. Đầu tiên nghi phạm được nghĩ là dùng then cửa nhưng mà không phải. Về sau phát hiện ra công an về điều tra là khẳng định là dùng viên gạch lẹn nhiều phát vào đầu chị bất tỉnh rồi mang đạp xuống sông. Đâu đây là về cái lĩnh vực người nhân chứng đâu nhỉ? Ông Điển đến chưa nhỉ? Anh Hải nhỉ? Ở đây, ra đây. Đấy, đây là xin giới thiệu với cả mọi người. Đây là đội thanh niên tình nguyện của thôn. Đấy, đội phản ứng nhanh của thôn cũng kịp đến đây để bảo đảm hiện trường. Vâng, giữ vững trật tự an ninh tại khu vực. Đấy, mọi thông tin rất là gay cấn. Bây giờ lực lượng công an vẫn đang tập hợp để trao đổi thêm thông tin để chuẩn bị đưa thủ phạm về dựng lại hiện trường. Bà con đến đây xem rất là đông. Đấy. Đấy, bên hai phía cánh gà là bên kia, cánh gà là bên Đạo Lý, bên này là Đức Lý. Đội quân Đức Lý vẫn còn rất là ít, đội quân Đạo Lý rất là đông. Vâng. Từ những bậc 8-90 tuổi cho đến những em mới luận lòng đẻ ra cũng kịp thời đến đây để xem đây. Đấy. Cháu thấy có hồi hộp không? Không hồi hộp á? Ôi thật chết đấy. Dạ. Đây đang quay đây. Đấy. Ông này ông còn kịp kiếm chùm sung nữa. Đấy. Đây, chỗ này là cái chỗ cầu tình ái mà đôi tình nhân đã xảy ra vụ án này ạ. Đấy. Đây là con sông nhá. Mọi người hình dung đây là con sông nơi phát hiện thi thể nhá. Đấy. Trên kia kìa, đấy đúng không? Mọi người nhìn thấy không? Cách đây là khoảng 50m cho đến 100m sấp xỉ. Cái đoạn đấy dao động thì là cái tuyến đường chính đấy. Tuyến đường chính chạy qua cầu Thái Hà, lối cầu Thái Hà giữa Thái Bình với Hà Lam đấy. Mà hôm rồi có vụ đưa tin ở trên mạng là vụ án hiếp dâm ấy. Nhưng mà cái nguồn tin bây giờ vẫn chưa khẳng định bởi vì là công an vẫn chưa chốt cái điều tra. Có dã man không bác? Đấy, đây là một người đại diện rất là già tuổi. Đây là nếu mà nói ra thì phải nói là về cái tiếng nói hay cái uy tín với bà con thì người ta phải có, bởi vì người ta lớn tuổi rồi, không thể nào mà như thanh niên hay là trẻ con được. Cái là cháu xin hỏi bác sơ qua về vụ án, theo như bác nắm bắt thì tình hình vụ án như nào bác? Cái chi tiết xảy ra vụ án đấy theo bác được nữa. Chi tiết thì coi như tôi không được xem chi tiết. Đấy là nhà báo này. Hôm nay tôi ra thì xem, tôi xem hôm nọ mổ đi, mổ xong rồi tôi cũng không, tôi ra thì họ mổ xong rồi đưa đi cái hai thể đi rồi. Dạ. Hôm nay tôi ra xem chi tiết thì xem thì tôi cũng khẳng định là cái tuổi nào đánh người thế là hơi dã man. Dã man, bây giờ là hung thủ nó bắt được chưa bác?
Bắt được rồi, chuẩn bị dừng lại hiện trường đúng không ạ? Vâng. Và cái thế theo như ý kiến của người dân, bác đại diện cho người dân ở, bác ở xã nào ạ? Vâng, bác ở xã Đức Lý, bác ở thôn nào ạ? Vâng, bác kế rằng là nơi mà nơi ở cùng với cả làng của hung thủ đúng không ạ? Tôi là anh bố tôi, bố nó là anh em trai. Dạ vâng, dạ vâng. Đấy, thế thì bây giờ là có nghĩa là bác là có họ hàng với cả thủ phạm. Tôi là bác nó. Vâng, thế bây giờ như hình thức bác đưa ra, nếu như mà đúng anh ấy, anh bây giờ anh chỉ gọi là bắt và anh là nghi can chưa khẳng định anh ấy, thì nếu như ra xét xử thì cái hình thức xử lý thì bác muốn là dừng lại ở hình thức như thế nào? Tôi hình thức tử hình. Tử hình ạ, vâng đấy. Như bà con đã được biết, vừa phỏng vấn bác họ của thủ phạm thì bác bảo là cứ phải tử hình. Đấy. Thế như cháu là cháu đại diện cho đội quân thiếu nhi thì cháu bảo tử hình hay là án treo? Tử hình nhỉ, rồi quả này tử hình. Đấy, nó phải làm ăn nó phải ra đấy. Đúng không đây? Anh hình chữ rồi anh. Nó phải đàng hoàng chứ. Bác có thấy hoang mang không ạ? Rất là hoang mang dư luận. Vâng, vụ án vừa xảy ra trên hai địa bàn, đó là xã Đạo Lý và xã Đức Lý, đã làm cho toàn bộ bà con từ già đến trẻ, từ trẻ em rất là hoang mang. Những chị em đi làm công nhân về tối bây giờ không dám đi trên con tuyến đường nhánh này nữa. Bây giờ là do là buổi chiều và mọi người đang tập trung rất là đông để xem, chứ bình thường buổi tối từ hôm xảy ra vụ tai nạn, vâng, từ hôm xảy ra vụ án đấy là không có một bóng người nào đi trên con đường này. Đấy. Từ trước thì có rất nhiều người dí cá rồi, người đi chơi đi lại trên tuyến đường này, nó lối với tuyến đường chính nên rất là đông. Thế nhưng mà bây giờ thì là cứ đến chiều tối hay là kể cả trưa hay ban ngày, đường này vắng tanh vắng ngắt. Vâng. Cái vụ án nằm hoang mang xôn xao dư luận. Vâng, công an đã về điều tra và bây giờ chuẩn bị dựng lại hiện trường. Thì chúng tôi cũng chưa biết được nguồn tin chính xác là công an sẽ làm việc vào giờ nào, nhưng đây là toàn cảnh. Đây là nơi này xảy ra vụ án. Đây là hiện trường xảy ra vụ án. Đấy, con sông đấy. Để cho mọi người biết. Đấy, mọi người chia sẻ mạnh lên để cho mọi người vào xem để mà phòng tránh. Đấy. Thằng này nó bảy tám đứa theo nói. Bảy tám, dạ vâng. Bây giờ có nghĩa là theo cháu được biết ấy, theo nguồn tin thì cháu nghe thì là về anh này cũng có con rồi đúng không ạ? Có con là con theo con đi theo không là có con nhưng còn không cưới xin gì cả. Dạ. Đấy, con cả ở quê ở Thanh Hóa. Dạ. Người dân tộc. Vâng vâng. Còn ra con 7 5 6 con kia là có chơi trên mạng nó theo không nó theo về nó ngủ xong nó đánh nhau nó lại bỏ nó đi mà. Dạ. Đấy, con ở mình ở ở trong Chine vừa qua nó với cái xe nó vẫn cướp của con, cái xe của con Chine đấy, cái xe màu đỏ đỏ đấy, cái xe của con đấy đấy. Thế đấy. Là tổng hợp bây giờ anh ấy đã đưa về ở gia đình dưới này là bao nhiêu người ạ? Khoảng 7 người rồi. 7 người rồi. Cứ được vài ba hôm lại đi đó. Kiểu là nó kiểu nó khoe khoe là nó là cả là giàu có, nó theo bọn kia nó chơi trên mạng, nó theo là về nhà không được ngủ một hai tối đánh nhau lại đi mà. Vâng đấy, một nguồn tin chia sẻ từ bác. Vâng, bác là bác họ của anh ấy đúng không ạ? Bác họ của hung thủ, vâng, chia sẻ đúng không ạ? Bây giờ cái nguồn tin trên mạng rất là nguy hiểm đấy, mọi người yêu nhau tìm hiểu nhau trên mạng không rõ, xong rồi đó là tình yêu chưa đến sâu đậm đấy, đưa nhau đi về và có muốn ý quan hệ nhưng mà không được, đành sinh ra là gây án như vậy đấy. Tình hình rất là nguy hiểm nên là chị em phụ nữ hay là tất cả các anh em thì cũng phải đề phòng. Cái đây là vụ trước ạ, đấy là người trước ạ. Người trước đó, bây giờ vẫn cái xe của nó vẫn cầm đấy. Hung thủ đang đi là xe lừa của con chị Lê Hòa Bình. À, hung thủ đi xe là lừa của một chị trước, còn cái xe của chị này là vẫn ở trên Đồng Văn ạ. Dạ vâng. Đấy, tình hình rất là gay cấn. Thằng này ghê lắm. Tên là gì ạ? Anh hung thủ tên là gì ạ? Thằng hung thủ á. Vâng. Thằng đánh ấy nhỉ? Vâng, vừa giết người vừa rồi ạ. Thằng ấy, thằng quên tên ấy nhỉ? Thằng... cháu con cháu mà nói là quên bố tên nhỉ? Từ từ nhớ. Thực gì bố anh đây gì ạ? Thực thiện dạ vâng. Ở địa chỉ cụ thể ạ? Xóm Dặng Đức Lý Nhân Hà Nam. Dạ vâng. Xóm Dặng thôn Cát Cát Đức Lý. Họ tên đầy đủ ạ? Họ tên đấy. Dạ. Bố tên là Thiện, con tên là Thực, nhà bố nó được ba thằng con trai. Hai thằng này, hai thằng là một cô con gái là 4.
một cô con gái không chồng có con, cũng có con. Một ông con trai anh ấy ở tờ vợ Hải Dương thì cũng tan nát hết cửa nhà bỏ đi rồi. Vâng vâng, dạ vâng, cho cảm ơn bác nhá. Đấy, theo thông tin nắm bắt thì là cái vụ án này nó rất là phức tạp. Đấy. Thì bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể nào khẳng định được bởi vì lực lượng công an vẫn chưa về. Nên là tí nữa nếu mà cái lực lượng công an về tôi sẽ phát trực tiếp sau. Đấy, bây giờ chúng tôi xin khép lại cái video livestream của cái hiện trường đấy sơ qua đấy, mong mọi người chia sẻ cho mọi người biết nhá. Rất cảm ơn mọi người. Đây là thông tin này rất là quan trọng. Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người.